Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị theo dõi bản tin 9 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, vào 23 giờ 50 phút ngày 12 tháng 9 trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, có diện tích khoảng trên 200m² với khoảng 150 người dân sinh sống. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo thành phố, lực lượng công an thành phố, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và thực hiện các phương án cứu chữa. Đến 5 giờ ngày 13 tháng 9, theo thống kê sơ bộ đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong. Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng. Các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với công an thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy. Gần chục cái bình cứu hỏa ấy, bình xì cứu hỏa ấy, nhưng mà nó không tắt, thì bắt đầu tất cả là gọi bà gọi các quận hộ bệnh cứu hộ ấy ra đến, thì lại hết đội nọ đến đội kia xong điện đội ra vào thay phiên nhau sức mình được chứ, khói nó vào không thể cử động mình là ngoài xa này mà mùi khói còn khó chịu, cũng chỉ người trực tiếp đấy các bạn ấy nằm hết ra rất là thương. Nó làm cho tôi phải lấy quạt, tôi quạt ở đây mặt đen nhem ra, nó khó thở đấy. Thế nhưng mà cũng đông cho nên là hộ cứu hỏa đông lắm, phải tất cả phải đến 6-7 nơi đến, mỗi nơi có một cái trách nhiệm, đường ống nóng nước ở bữa ao đi vào, may cái ao này xịt nước vào rồi xịt nó xong nó khoảng được 2 tiếng bắt đầu hô hào thì đèn pin vào từng phòng một, từng tầng một bấm, xong là lại cho người ta khuyên cán hai bên tòa, hai bên cán chuyển đi cấp cứu. Cháy đang xì thế này cơ mà. Cháy đèn thế. Thưa quý vị, thông tin chi tiết về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, ít nhất 7 người thiệt mạng và mất tích do mưa lớn, lũ ống vào đêm qua trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Lượng mưa đêm qua và sáng sớm nay tại điểm Trung Trải Sapa là 142mm. Mưa to nhất vào khoảng từ 19 giờ đến 20 giờ tối qua, với lượng mưa 88mm trong 1 giờ. Tại xã Liên Minh đã có 6 người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ. Đến 23 giờ đêm qua, chính quyền địa phương và người dân đã tìm kiếm được 2 thi thể. Ngoài thiệt hại về người, ghi nhận ban đầu 40 trại cá nước lạnh của thôn Nậm Than cũng bị lũ cuốn trôi. Nước lũ lên nhanh cũng đã làm một người dân tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát, Lào Cai bị mất tích do lũ cuốn trôi, hiện vẫn chưa tìm thấy. Dự báo ngày và đêm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 130mm. Hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Trung Bộ cũng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày mai, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm. Bắc Trung Bộ khả năng mưa kéo dài đến hết ngày 15 tháng 9. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá cấp độ 1. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông báo về dự thảo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Theo đó, nghiên cứu để tổ chức kỳ thi hàng năm vào thời điểm sớm hơn hiện nay. Kỳ thi tổ chức thi theo môn gồm các môn học bắt buộc và các môn lựa chọn trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, bao gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, giáo dục kinh tế và pháp luật, công nghệ, tin học. Môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn khác thi trắc nghiệm. Nội dung thi sẽ bám sát kiến thức lớp 12 trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Phương thức xét tốt nghiệp bao gồm kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp.
một số hãng hàng không đã bắt đầu mở bán vé Tết Giáp Thìn 2024. Theo ghi nhận đến thời điểm hiện tại, chặng thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng có giá thấp nhất 1,6 triệu đồng. Các hãng hàng không hiện chưa có thông tin bán vé Tết cũng cho biết vé sẽ sớm được tung ra trong tháng 9 này. Việc mở bán vé sớm giúp khách hàng có giá vé hợp lý, hãng bay cũng có lợi về doanh thu để duy trì kế hoạch kinh doanh. Tin quốc tế, Bộ Nội vụ Maroc cho biết tổng số thương vong trong trận động đất xảy ra đêm ngày 8 tháng 9 tại khu vực Tây Nam thành phố Marrakech của nước này đã lên đến hơn 8.400 người, trong đó có 2.901 người chết và hơn 5.500 người bị thương. Vùng Anhaou ghi nhận nhiều thương vong nhất với hơn 1.700 người thiệt mạng. Thông báo của Bộ Nội vụ Maroc khẳng định công tác cứu hộ tiếp tục được tiến hành khẩn trương, liên tục, không ngừng nghỉ, với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ, lính cứu hỏa, dân phòng, tình nguyện viên cùng các đội cứu hộ chuyên nghiệp quốc tế. Trong ngày, các đội cứu hộ đã tiếp cận thêm được một số khu vực dân cư bị cô lập nằm sâu trong các hẻm núi thuộc các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều ngôi làng và cộng đồng dân cư nằm sâu trong các hẻm núi hoặc trên các triền núi cao chưa thể tiếp cận được bằng đường bộ. Một chỉ huy lực lượng cứu hộ khẳng định, một trong những thách thức lớn nhất cần vượt qua lúc này là dọn dẹp đất đá để mở lại đường vào các khu vực bị ảnh hưởng, chưa thể tiếp cận. Chính phủ Maroc khẳng định sẽ tiếp tục ưu tiên mọi nguồn lực cần thiết cho công tác cứu hộ, tìm kiếm người sống sót và đảm bảo cuộc sống người dân bị ảnh hưởng. Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 8, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố quan hệ Nga-Trung đã đạt mức tốt nhất trong lịch sử. Tổng thống Putin cũng bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ Nga-Trung sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Tổng thống Putin cho biết kim ngạch thương mại Nga-Trung trong 7 tháng đầu năm 2023 đạt 120 tỷ đô la Mỹ, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thống Putin hy vọng kim ngạch thương mại Nga-Trung sẽ đạt 200 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Ông Putin cũng sẽ có chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 10 năm 2023, nhân dịp Trung Quốc tổ chức diễn đàn Vành đai con đường nhằm thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương, cũng như các vấn đề thời sự nổi bật của tình hình quốc tế, khu vực. Trong báo cáo mới vừa công bố, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã giữ nguyên các mức dự báo tăng trưởng dầu toàn cầu trong năm 2023 và năm 2024 dựa trên kỳ vọng các nền kinh tế lớn trên thế giới sẽ hoạt động tốt hơn, bất chấp những cơn gió ngược toàn cầu hiện nay. Báo cáo cho biết OPEC dự báo cầu dầu thô toàn cầu sẽ tăng 2,25 triệu thùng một ngày trong năm 2024 so với mức dự báo tăng 2,44 triệu thùng một ngày của năm 2023. Báo cáo của OPEC đánh giá tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ thúc đẩy cầu dầu mỏ, đặc biệt nhờ sự phục hồi của các lĩnh vực du lịch và hàng không. OPEC cũng xác định động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong nửa đầu năm 2023 vẫn ổn định, bất chấp nhiều thách thức bao gồm lạm phát cao, lãi suất ngày càng tăng và những căng thẳng địa chính trị. Cụ thể, OPEC cho rằng xu hướng tăng trưởng kinh tế toàn cầu ổn định hiện nay đã tiếp tục trong quý 3 năm 2023 nhờ chi tiêu tiêu dùng gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến đạt 2,7% trong năm 2023 và 2,6% trong năm 2024. Bản tin 9 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.